1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vĩ Cầm. Bà, tôi vừa tiêm cho tiểu thư một liều thuốc an thần. Có lẽ cô ấy sẽ ngủ thôi bà. Có vẻ như ông đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc khá mạnh. Tiểu thư bị sốc khá mạnh, cần sự chăm sóc thường xuyên hơn của đốc tờ bà. Không dám, tiễn ông lại nhà. Cái tay trực ngôn ấy, chưa làm mày tỉnh ra hay sao? Đám tang có điều gì khiến dì phật ý à? Không phải là chuyện đám tang, mà là chuyện sau này kia. Con không hiểu. Dượng mày vừa mất, không biết hai dì con mình sẽ sống ra sao đây. Chẳng phải dì vừa mới lĩnh một đống tiền tuất hay sao? Con nghĩ nó sẽ dư sức giúp dì cháu mình sống sung túc cả đời. Đồ ngu. Tiền thì tao có, nhưng mà địa vị thì như thế nào đây? Cần phải nhanh chóng làm thân với cậu ấm con nhà cụ Cố Hồng thì may ra. Thế mà mày cứ... Dì không thể bỏ ngay cái con nhái bén ra khỏi đầu à? Con tin rằng con sẽ kiếm được khối người danh giá hơn hẳn anh ta. Như cái tay đốc tờ trực ngôn á? Sao mày ngu thế? Người như mày ấy thì cũng chỉ là một thứ đồ chơi thôi, chứ ăn nhầm gì? Cái thằng cha trăng hoa ấy, nó cũng chẳng dại gì mà rước nợ vào thân nhá. Dì thì biết gì mà nói. Anh ta mê con như điếu đổi. Nếu mày không nghe tao nhá, thì ngày mai tao tống cổ mày về quê. Xem cái lão đốc tờ ấy có về tận làng Tam Điền để đón mày không hả? Dì không thể làm thế được. Tao cho mày làm tiểu thư thì tao cũng có thể biến mày thành con sen con ở được. Mày nhớ nhá. Danh con. Sữa lạc phanh phúc đây. Nước hơi nóng nè. Phơ để. Bà ơi, con nằm qua. Chị Huệ. Em phải trốn đi ngay. Bà Án đã tìm tới đây. Sao phải trốn? Bà ấy đến đây làm gì? Rồi ạ. Dạ vâng ạ. Bà ấy đến để tính sổ với em chứ sao nữa. Cái vận chúng mình có đứa nào tránh khỏi cái nạn đánh ghen đâu em. Cậu đừng cho hành nhé. Dạ vâng ạ. Bà ấy đã mất công tới tận đây tìm em, sao em lại không gặp? Thế chả hóa ra em coi thường bà ấy quá ư? Em điên thật rồi. Chị cứ kệ em. Bà rơi nước đi. Ông nhà bà thì mê ca trù, mà con bé này thì lại hát hay. Thói đời thường đồn thổi,
bà cũng đừng lo lắng quá. Dù sao tôi cũng muốn gặp cô ta, xem cô ta là người như thế nào. Có chuyện gì mà chị nhìn tôi như vậy? Cô tự tin quá nhỉ? Chẳng qua là tôi hơi ái ngại. Trông cô đẹp như thế này mà lại bị vùi dập bởi một cơn ghen thì tiếc quá. Sao chị biết? Hay là chị... Cả phố này đều biết là cô đang đùa với lửa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Mà cô nên tự lo cho cái thân cô đi, hơn là nghi ngờ tôi. Bà ấy không giữ được chồng thì phải chịu, chả liên quan gì đến tôi. Hoa nở rồi hoa tàn, bèo hợp rồi bèo phải tan. Đàn bà đẹp ai mà chẳng kiêu, nhưng rồi cũng có lúc phải hết thời thôi. Tôi, cô và cả bà án kia nữa, cô không biết đấy thôi, bà ta cũng đã có một thời làm khuynh đảo dưới nhà trò này. Cái mã cô ấy chưa bén gót đâu, ấy vậy mà cũng có lúc phải mất chồng vào tay kẻ khác. Hóa ra cũng cùng một ruột cả. Nhưng mà cô ấy thì khác với họ đấy. Cô có khách gọi đấy. Là quan án à? Ừ. Cô nghĩ ông ấy còn dám đến đây à? Sao không? Ông ấy là quan án mà. Nhưng quan bà còn to hơn. Nếu như không phải quan án, tôi sẽ không gặp ai cả. Bà ấy muốn gặp tôi thì bảo bà ấy lên đây. Nhưng cô Năm sẽ bắt cô chịu phạt đấy. Tôi sẽ chấp nhận chịu phạt. Cô không biết đấy thôi, bà ta cũng đã có một thời làm khuynh đảo dưới nhà trò này. Cái mã cô ấy chưa bén gót đâu, ấy vậy mà cũng có lúc phải mất chồng vào tay kẻ khác. Hóa ra cũng cùng một ruột cả. Nhưng mà cô ấy thì khác với họ đấy. Thôi, muộn rồi. Dạ. Tôi cũng phải về thôi. Cô Đào này bướng bỉnh thật đấy. Rồi có lúc cô cũng phải dằn mặt nó thôi. Nếu bà muốn, tôi sẽ gọi nó lên để gặp bà. Không, tôi không muốn ông án nghĩ tôi là hạng... Dạ. Thôi, chào cô. Vâng, bà về ạ. Đánh bóng gì mà như ngoái cắp lợn thế? Đỡ đi. Này thì đỡ lại đi. Xuân. Dạ. Dạ. Rất hân hạnh được đón tiếp tiểu thư ạ. Đỡ này. Anh lịch sự gớm nhỉ. Thưa tiểu thư, như vậy mới xứng đáng là người nhặt ban cho tiểu thư chứ ạ. Làm vài xét luôn nhé. Dạ. Lâu không đánh cũng thấy người bứt rứt. Ừ. Thưa tiểu thư, tiểu thư đúng là phụ nữ tân tiến ạ. Thể thao ấy là phải tập luyện thường xuyên. Nếu đang tập mà ngừng lại ấy, sẽ khiến cho cơ thể bị trì trệ. Mọi cơ bắp
sẽ trở nên lỏng lẻo, thân hình sẽ mất cân đối, còn tinh thần ấy sẽ uể oải lười biếng, rồi những chỗ mềm mại sẽ bị ảnh hưởng ạ. Mình đã xem kỹ lại danh sách chưa? Thời gian đâu? Mở muốn mời ai thì mời. Mình không có thời gian thật chứ. Mở muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tôi không thích úp mở như thế đâu. Đây là sinh nhật của mình, tôi làm sao dám tự ý. Sinh nhật? Ở tuổi tôi, thêm một tuổi chẳng phải là việc đáng mừng đâu. Thiên hạ cứ thích lễ lạt mừng thọ, chứ tôi thì thấy mình đang đi từng ngày về. Mình đừng nói gở, tôi sợ lắm. Còn chuyện sinh nhật, ai mà không làm. Mình đường đường là quan to nhất nhì tỉnh, cũng phải để cho thiên hạ có dịp trả ơn chứ. Mở tham vừa thôi. Tôi phận đàn bà, đường con cái không may mắn, sống với nhau cũng chỉ vì cái nghĩa, cái tình. Tôi không tham cho cái địa vị, danh vọng của mình thì còn vì ai chứ? Đã đành là thế. Thế nhưng... ý mình là tôi bị trời phạt. Tôi đã nói với mình biết bao nhiêu lần rồi, mình nên đỡ đầu cho một vài đứa trẻ, vừa sống cho khuây khỏa mà cũng để đỡ ích kỷ hơn. Ông thích nhận ai thì nhận, tôi chả cần. Đấy, ông muốn mời thêm ai thì mời. Đưa cậu ra ngoài đi. Vâng ạ. Dì ốm hay sao? Chả ốm mà cũng thành ốm. Việc nhà việc cửa, cái gì cũng đến tay. Nhà không có bóng dáng đàn ông, cứ như là nhà không có nóc ấy. Chả hiểu sao dạo này người ngợm cứ đau như là bị đánh ấy. Chắc tại dì lâu không đi tập quần vợt đấy. Đấy, dì cũng quên cái khoản này đấy. Anh Xuân có nói tập thể thao là phải luyện tập thường xuyên. Đang tập mà ngừng lại thì cơ thể sẽ bị trì trệ, cơ bắp lỏng lẻo, thân hình sẽ mất cân đối. Này, mày vừa nói đến cái thằng Nhật Ban ấy, mày gọi nó bằng anh từ khi nào vậy? Vì nó Nhật Ban kiêm huấn luyện viên cho con, vì thế con gọi nó là anh. Dượng mày chết chưa lâu mà mày đã mò mặt đến đấy hả, đồ ngu? Thiên hạ người ta biết, người ta nhổ vào mặt mày vì cái tội đú đẩn, mày hiểu chưa? Đú đẩn gì đâu, con chỉ sợ Dượng chết lâu rồi người ta sẽ quên mất gì cháu mình ngay tấp lự. Mày đừng có mà bao biện cho cái thói thèm dai của mày. Cả gì nữa, đừng ảo tưởng thiên hạ chỉ biết tới ông Phó Đoan, chứ có biết tới bà Phó Đoan như gì đâu. À, ui giời ui, tao cấm mày nhá, tao cấm mày không được nhắc đến ông Phó Đoan nhá. Ui giời ơi, đúng là núi ông thầy áo, tiếc sao mày chứ lì. Ui giời ơi, con biết lỗi rồi. Họ không thể quên được tao. Tao vẫn là bà Phó Đoan. Bẩm bà, có thiệp mời của quan án ạ. Đưa ta xem. Dạ. Họ mời gì?
đích danh bà phó Đoan nhé. À, đâu tôi xem nào. À, đúng rồi, họ mới đích danh, họ vẫn nhớ tao là bà phó Đoan. Tối nay mình đi chứ gì? Chuẩn bị đi, tao sẽ cho họ thấy tao vẫn là bà phó Đoan, dù không còn ông ấy. Làm cái gì đây? Dậy! Giờ này còn nằm ườn ra đây à? Dậy mau đi! Giờ này mới cũng có khách à bà? Mới sáng mà. Người ta gửi cho cô cái này. Thiệp mời của quan án. Người ta đã trả tiền cho cô đêm nay. Đi hay không là tùy cô. Đã trả tiền ạ? Là bà ấy trả. Đừng có vội mừng. Tôi sẽ đi. Cô biết đùa với lửa đấy. Thì đừng có mà hút, ho như thế ai mà ngủ được. Mày hãy thay tao đón con lũ về, rồi hai đứa về quê cưới nhau, tụi bảo ban nhau mà làm ăn. Ai đấy? Con Lực đây ông ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền ông lúc này. Sao cậu biết tôi ở đây mà tìm? Con qua tòa soạn nhưng không thấy, nên con đoán ông chỉ ở đây. Cậu vào nhà đi. Dạ. Mời cậu ngồi. Cậu không ngủ được à? Nhà văn các ông sống thế này thôi ạ. Theo anh thì nhà văn chúng tôi phải sống như thế nào? Con cứ tưởng nhà văn phải giàu có lắm. Chúng tôi cũng như các anh thôi. Chỉ có điều các anh lao động bằng thể xác, còn chúng tôi lao động bằng cái này. Khuya khoắt thế này mà ông vẫn phải làm việc à? Thế thì mệt lắm. Tôi quen rồi. Anh tìm đến đây không phải chỉ chia sẻ về nghề nghiệp thôi chứ. Mà này, tôi cũng không hơn anh mấy tuổi, đừng có xưng hô ông con, làm tôi tổn thọ đấy. Tôi có biết gì đâu mà chia với sẻ. Chỉ là tôi muốn nhờ ông giúp tôi một chuyện. Chuyện mộng đài có phải không? Vâng, ông cứ gọi là đũi cho nó gần gũi. Chứ mộng đài tôi thấy cứ thế nào ấy. Anh muốn biết cô ấy đang làm gì, có đúng không? Tôi chỉ muốn biết cô ấy đang ở đâu thôi. Nếu muốn thì cô ấy sẽ nói cho anh biết. Cô ấy là cô chủ, cô ấy không nói với thằng ở đâu. Ông phó Lý đã coi anh như người thân thì cô ấy cũng coi anh như vậy. Nhân đây tôi sẽ nói cho anh biết, cô ấy rất coi trọng anh, còn coi trọng hơn cả tôi ấy chứ. Ông cứ đùa. Ông biết cô ấy đang ở đâu. Tôi hứa chỉ biết thôi, chứ không làm gì trái ý cô ấy đâu. Tôi hứa. Chào ngài. Chào ngài. Xin chào. Xin chào. Chào ông. Chào ông. Mời ngồi. Chào ông. Xin mời ông xem bức ảnh của tôi. Xin các vị hãy trật tự.
xin các vị hãy ngồi. Cho dù môn thể thao quý tộc này có du nhập vào nước ta bằng cách nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải duy trì và phát triển nó. Sự phát triển của môn quần vợt này chính là thước đo trong công cuộc cải cách nền văn minh của nước ta. Đúng rồi. Bonjour, monsieur Long. Bonjour, monsieur Văn Minh. Xin giới thiệu với tất cả các quý vị, monsieur Văn Minh, một người bạn ở cùng phòng với tôi tại Pháp Quốc. Oh, xin chào ông, rất chào thân hạnh. Một người rất chăm chỉ và lịch thiệp. À, xin chào. Được đấy. Tôi đến đây là để tham gia vào phong trào Âu hóa do các bạn phát động. Thật hân hạnh. Chúng tôi đang nói về việc cải cách một nền thể thao bản địa. Điều đó thật xứng đáng. Xưa nay khi nhắc tới cải cách, chúng ta chỉ tập trung cải cách trong lối sống, cách ứng xử văn hóa, mà quên mất một vấn đề rất quan trọng, đó là tăng cường thể lực. Và đây là một phần không thể thiếu trong công cuộc cải cách này. Xin hỏi thật, thế quý ngài đã tập thể thao bao giờ chưa? Thú thực là Mòa cũng chưa thử. Nhưng Mòa đến đây cũng là để cải cách mảng thể thao mà Mòa đang thiếu hụt. Bravo. Thật hiếm có những người nhận ra thiếu sót của mình và sẵn sàng hoàn thiện nó như Mercier đây. Vậy thì mời ông Văn Minh đây làm phó chủ tịch hội Âu hóa của chúng ta. Đúng được, phải đấy. Đồng ý. Được đấy. Nếu vậy, Mòa sẽ xây nguyên một sân quần vợt để phục vụ cho công cuộc Âu hóa này. Vậy thì tốt quá. Vậy thì nhất Mòa rồi. Đúng là Mercier Văn Minh. Bravo. Mercier Văn Minh. Ông ăn cứ như chưa bao giờ được ăn ấy, chả ra dáng tí nào cả. Cụ ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Có hẹn hả? Ăn từ từ thôi. Ôi, rõ chán. Có hẹn với ông Phán hả? Mòa muốn bàn với cả nhà một việc. Tôi anh cả nhắm được đám nào rồi hả? Không phải. Lạ, cứ nhắc đến chuyện đấy là anh lại dãy nảy lên như đỉa phải vôi là thế nào? Biết rồi, khổ lắm. Nói mãi. Đúng đấy, đám cưới Toa nhất định phải làm theo kiểu Tây nhé. Phen này sang nhất kinh thành chứ chẳng chơi. Cái gì này, cứ mở miệng ra là đòi Tây hóa. Vậy thì cái hồng lô thiếu tự khanh của cha thì vứt đâu hả? Chị lúc nào cũng... Thôi thôi, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Động một tí mà chị em cứ cãi nhau như ngoài đường ngoài chợ, thế thì còn gọi gì là lễ giáo nữa hả? Hoa đã nói gì đâu mà cả nhà cứ loạn lên thế. Papa này, Hoa đang tính toán liệu có thể dành mảnh vườn phía sau để xây sân tennis được không? Trời ạ, cậu định phá tan nát cái nhà này ra phải không? Trời ơi, nhà này là lễ giáo gia phong. Bây giờ anh cả định đưa cái bọn ăn mặc hở hang đi lại thưỡn thẹo về để trêu ngươi à? Có phải không ông? Hả? Cái gì? Mama đừng nói vậy. Moa đường đường cũng là hội phó hội Âu hóa, Moa phải làm gương cho mọi người chứ. Công cuộc Âu hóa, hễ cứ mở miệng ra là cậu đòi cải cách với tiến bộ. Cậu nhìn cậu xem, từ khi sinh ra tới giờ, cậu đã biết chơi một môn thể thao nào chưa? Mà hơi một tí là đòi sân quần với sân áo. Thì giờ mới nói, khi có sân quần trong nhà, nhất định Moa sẽ tập luyện để giành giải quán quân cho Toa coi. Anh Minh nói phải đấy. Đã Âu hóa thì phải Âu hóa toàn bộ, không thể lõm bõm từng phần được.
buồn cười lắm. Moa sẽ thuê người về tính toán thiết kế khu sân quần cho Toa. Papa thấy thế nào? Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi. Bravo. Thôi đi. Mà người có quyền quyết định ở nhà này là cụ tổ. Cho nên việc gì cũng phải hỏi cụ tổ. Có phải không hả cậu? À. Cụ ơi, cậu Minh định xây sân quần. Họp mặt hàng tuần hả? Cậu ý muốn xây sân quần ở đây. Cụ thấy sao? Hả? Không được. Họp mặt hàng tuần mà bắt tao phải ở trên cao. Như thế là không được. Đấy, cậu nghe thấy cụ nói là không được rồi nhá. Chị thừa biết cụ tổ có nghe được gì đâu. Đã nói không là không. Này, tôi không chấp nhận cái lũ động cỡ này ở trong cái nhà này nhá. Anh mà dắt cái ngữ về đây thì tôi đập hết. Thật chẳng ra đâu vào đâu cả. Toa đã đi lấy chồng, sao còn tham gia vào chuyện nhà này chứ? Thì chẳng phải cậu vẫn thường giao giảng về quyền bình đẳng đấy sao? Mà cậu nên nhớ, tuy đã đi lấy chồng, nhưng tôi đây vẫn được chia một phần tài sản khi cụ tổ chết. Loạn hết rồi. Ôi giời ơi, ông Hóa ơi là ông Hóa. Moa sẽ cho cả nhà thấy, nếu không theo con đường cải cách của Moa, mọi người đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng. Đón rước bằng lọng cơ đấy. Thế thì phải dành cho tôi cái lọng đầu tiên mới được. Phải rồi. Phải rồi. Cụ sẽ nhận được cái lọng đầu tiên. Thôi, bây giờ cụ thăng đi cho tôi nhờ. Chờ, phải chờ đấy nhá. Tam sách. Không ăn được rồi. Thất sách. Dưới. Không ăn được, mở đi. Chi chi, có ai ăn được không? Ủ chi tám đỏ hai lèo. Hôm nay mình đen thế. Sang tiền đi các bà. Bạch Định có chiếu. Số bà hôm nay đen quá. Đen bạc thì đỏ tình. Có khi thầy ca nhà tôi sắp về cũng nên ý. Sướng nhất bà rồi còn gì. Tôi đây cũng muốn đánh đổi cả một đống tiền. Để có một ông chồng như chồng bà. Cao, to, khỏe. Thế ông phó nhà bà không đủ chiều bà sao? Nước non mẹ gì. Đến một thằng con cũng phải nhờ rời Phật. Thì nước non gì nữa. Cái hổ bao nó cứ rủng rỉnh là được rồi. Thì đã đành. Nhưng muốn làm gì thì làm. Cũng phải nghĩ đến cái danh phận mình đang có. Chứ không thì mang tiếng cả đời. Cái kiếp làm me tây cũng chỉ cần một thứ mà thôi. Hiếm ai được thỏa mãn cả hai. Ngẫm lại mới thấy ông nhà báo Phan Vũ thế mà giỏi. Các me là những kẻ hy sinh đầu tiên để tìm sự từng trải. Chẳng lẽ lại không đáng được gọi là kỳ công, được có chút đền bù. Việc của các me tây làm được coi là Á Âu đề huề, phải không các mỡ? Ở đây có mỗi mình me là tạo được sản phẩm Âu Á kết hợp thôi. Có mà của nợ thì có ấy. Chẳng đâu chấp nhận cả. Nghĩ mà tội cho chúng nó. Rút kinh nghiệm từ chị em mình, con Vĩ Cầm nhà tôi ý, nhất định là phải gả cho một gia đình danh giá. Thế mới bỏ. Gia đình gia giáo mà rước con nhà bà, con mà bằng rước họa vào thân à? Vậy mà tôi tìm cho nó được một chỗ ưng ý ra phết đấy. Thế à? Chỗ nào? Ngặt nỗi, tứ đại đồng đường. Con cháu đông lắm. Chẳng hiểu cháu mình có sơ múi được gì không? Cậu ấm tỉnh nào vậy? Ở ngay Hà Nội này chứ đâu xa. À. Cậu ấm, con nhà cụ Cố Hồng. Thế à?
Cụ tổ nhà ấy cũng yếu lắm rồi. Lo gì mà tiền không sớm vào tay cháu bà. Cái tiếng là vậy. Nhưng vốn liếng thì chả biết thế nào. Vốn liếng nhà đó chẳng kém gì cái danh hiệu nhà đó đang được hưởng đâu. Được cả tiếng, được cả miếng, làm tới luôn chứ còn gì nữa. À, hạ bài mà không hô. Phạt. Thôi được rồi, tôi chịu phạt. Đây, tôi chịu phạt nhá. Bây giờ tôi có việc phải đi. Xin lỗi các bà. Ơ kìa. Thiếu một chân chán lắm. Thôi chúng mình chơi bài, chơi bài nhá. Nào. Trông ông này như bộ xương di động ấy. Thế này thì thể dục thể thao gì. Sẵn sàng chưa? Mời ông ạ. Mau đưa ông đi cấp cứu đi. Tránh ra. Ôi. Acidang. Clinic. Mọi người tránh ra cho người ta thở một tí. Ale. Ale. Bẩm, ông ấy có chết không hả bà? Phủi phui cái mồm mày. Có ai chết vì một quả ban bao giờ? Vậy thì số con còn có phúc bà. Còn ngồi đấy làm gì? Mang mấy cái khăn ra đây. Dạ vâng ạ. Cậu Minh, cậu tỉnh lại đi. Bà phó đoan đấy phải không? Tôi đây. Cậu còn nhận ra tôi là không sao rồi. Tôi còn sống thật chứ. Ui giời. Dạ ông tha lỗi cho con ạ. Con cứ tưởng ông biết đánh rồi. Thôi lui đi. Cậu đây không bắt vạ mày đâu. Dạ, đội ơn bà, đội ơn ông ạ. Tòa muốn tập cái môn này. Mà tại sao không mời một huấn luyện viên về cho phải phép? Mòa cũng chỉ định thử coi sao. Tòa chẳng biết giữ sức mình gì cả. Thế có đau không? Tất cả cũng do papa và mama không chịu cải cách tân tiến. Đã nói là xây sân quần ở trong nhà để tự tập mà không nghe. Họ nỡ đầy ải moa như thế này đây. Xây sân quần có lợi quá đi chứ. Có phải ai cũng tân tiến cải cách được như toa đâu. Đường đường đi hưởng thụ văn minh từ Pháp Quốc về, vậy mà không cải cách được chính gia đình của mình. Tôi ủng hộ cậu. Văn minh là thứ không thể thiếu được trong gia đình văn hóa. Chính vì thế tôi đã đưa con Vĩ Cầm đi học tennis đây thôi. Có một người mẹ như toa thì còn gì bằng. Thảo nào tiểu thư nhà ta hoàn hảo thế. Cậu thấy nó có xứng với cậu không? Ý toa là... Sự hợp tác giữa cậu và Vĩ Cầm nhà tôi chẳng phải là một bước đột phá với công cuộc cải cách đó sao? Nghĩa là moa phải lấy vợ. Vĩ Cầm là một người vợ hoàn hảo. Nó có thể phục tùng cậu như một người vợ đoan trang nhất, nhưng lại mang vẻ sang trọng của một quý bà, tiếp thu trọn vẹn lý tưởng Âu hóa của cậu. Vậy thì còn gì bằng? Chẳng hiểu sao tự nhiên Moa lại thấy chóng mặt quá. Vậy Moa đưa toa về nhá. Moa có thể tự lái xe về được. Tôi có thể xây sân quần cho cậu chỉ khi cậu chính thức trở thành người nhà của tôi. Madam, của Madam đây ạ. Dạ. Kìa. Ôi giời. Bẩm bà. Ôi. Dạ bẩm bà. Dạ con xin lỗi ạ. Con không cố ý ạ.
không kéo người ta lên. Dạ. Còn đứng đấy làm gì? Dạ. Ôi giời, ai vũ ơi. Bà, con xin lỗi, bà có bị làm sao không ạ? Tôi đau ở chân này này, không thể nào nhấc chân lên được. Dạ, bẩm bà, để con đưa bà vào y tế. Khỏi, xoa bóp cho tôi một chút là được. Dạ. Dịch lên chút nữa. Dạ vâng. Một chút nữa. Chỗ này này. Dạ. Dạ, bẩm bà, con xin bà, con không cố ý ạ. Mất cả hứng. Dạ. Có ai nói gì đâu. Dạ. Đội ơn bà. Làm ngã người mà vẫn có tiền. Mình đúng là xuân tóc đỏ cũng chẳng oan. Mời toa. À, tao cũng không cần xoa. Này, anh cả không xuống ăn cơm hay Lý đang đấu tranh để đòi bình quyền ạ? Cô thôi ngay cái kiểu nói đi nhá. Con gái con đứa cứ mở miệng là bình đẳng bình quyền, cứ như thế á, chó nó thèm rước cô. Con chẳng cần. Có ai ở đất An Nam này lãng mạn như mua dê không? Đúng là phê thật. Chào cả nhà. Anh cả, tưởng anh nhịn cơm để làm cuộc cách mạng chứ. Cũng có thể coi đây là một cuộc cách mạng, nhưng không phải là cuộc cách mạng của cải cách văn minh, mà là công cuộc cải cách cái cổ hủ của gia đình này. Toa nói gì Moa không hiểu. Moa muốn lấy vợ. Này, ông có nghe thấy nó nói cái gì không? Nó đòi lấy vợ. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Hả? Lấy vợ? Lấy ai mới được chứ? Tiểu thư Vĩ Cầm, con nuôi ông Phó Đoan. Là cái cô tiểu thư nhảy với anh cả nhà mình đó mê. Trông cũng cấp tiến đấy anh cả. Không ngờ anh cả cũng khéo chọn đấy. Như vậy là môn đăng hộ đối đấy. Được. Nó muốn lấy vợ, như vậy là nó vẫn bình thường. Moa có gì mà không bình thường? Mai mốt bà đi hỏi thầy xem ngày lành tháng tốt ra sao. Vâng vâng. Moa muốn dạm ngõ ngay ngày mai. Sao lại chỉ được uống một chai? Lại cố đích tôn cô lấy vợ, cố cứ uống thoải mái. Uống thoải mái hả? Có thế chứ. Cứ nhắc đến rượu là chả thấy ông cố điếc tí nào. Xin chào. Biết ôi rồi. Khổ lắm, nói mãi. Tao đâu có cãi. Nhà có khách à? Dạ bẩm, bà dặn hôm nay có chuyện trọng đại ạ. Có việc gì? Con không biết ạ. Sao mình không biết gì nhỉ? Hay là khách của gì?
Phó Đoan vừa mới mất mà đã. Nào, để me diện cho lệ này. Mình là cậu ấm thì cũng phải ra dáng quý tử chứ. Lín nào, nào. Định làm loạn nhà hả? Con Danh, mày làm em nó sợ. Dì chiều nó vừa thôi, chẳng ra thể thống gì cả. Nó còn bé, biết gì mà dìa dóc nó. Liệu mà lo cái thân mày đi, cho tao đỡ muối mặt. Cái thân con thì có gì phải lo chứ. Con ngồi đấy phỏng. Lên thay đồ đi, tới giờ rồi. À, nhà mình có khách hả dì? Khách lịch sự, ăn mặc cho tử tế vào. Bộ áo dài trắng tao để ở trong phòng ấy. Ơ, con có cưới chồng đâu mà mặc áo dài trắng. Lên. Mọi người ơi, Sao đến rồi. Chào các cụ ạ. Mời các cụ vào nhà. Xin chào. Mời bà. Bonjour bà. Bonjour. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Gia đình chúng tôi có chút đổ lễ, tới ăn hỏi, chạm ngõ, xin tiểu thư Vĩ Tầm cho cậu Văn Minh nhà tôi. Dạ ạ. Gia đình chúng tôi rất hân hạnh, ông bà đã thương cháu. Biết rồi. Lắm. Dạ, chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ sính lễ, mong bà nhận cho ạ. Dạ. Vâng, từ nay cháu Vĩ Cầm sẽ là con cái của ông bà. Dạ. Dạ, để tôi gọi cháu xuống chào ạ. Dạ, vâng ạ. Sen. Dạ. Lên gác mời cô xuống đây. Vâng ạ. Dạ. Mời ông bà ngồi xây nước ạ. Dạ vâng dạ, ạ. Dạ. Ngồi xuống đây. Dạ. Dạ mời các mời ông bà. Các bà. Dạ, dạ vâng ạ. Mời các cụ ạ. Dạ mời các bà. Mời ông bà. Dạ mời bà. Mời các bà xây nước ạ. À, cứ tự nhiên đi. Bà xây nước ạ. Vâng ạ. Ôi, ừ? Đây là cô Vĩ Cầm. Xinh quá. Quá. Thế này là thế nào thưa dì? Con phải lấy làm vinh dự vì được cậu Văn Minh đây để mắt đến. Nhà tôi sắm chút lễ sang để hỏi cưới em. Mặc dù có hơi đường đột, nhưng tôi nghĩ anh muốn cưới tôi. Cô thấy có gì không xứng sao? Dì, sao dì không chịu hỏi ý kiến con trước? Con... Xin ông bà thứ lỗi, tôi sẽ dạy bảo cháu sau. Biết rồi, khổ lắm. Chắc cháu nó xấu hổ. Âu đó cũng là con nhà gia giáo, thật là quý hóa. Chẳng giấu gì ông bà, từ ngày ông Phó Đoan nhà tôi mất, cháu nó sợ tôi sống một mình buồn tẻ, nên nó không muốn rời tôi. Đã thế, nó lại không muốn gặp gỡ ai. Khổ, cứ ru rú như thế. May mà có cậu Văn Minh đây thấy được cái giá trị của nó. Con bé thật có hiếu.
để cho con cho cháu khóc tươi ngất ra ở đám tang ấy. Nếu bà cảm thấy chưa thuận tiện thì bà cứ coi như là chúng tôi đặt lễ trước, rồi hết năm tổ chức đám cưới cho hai đứa cũng được à. Ấy chết, chuyện cưới xin là chuyện hệ trọng của cả đời. Là bậc cha mẹ, tôi nào dám ngăn cản chuyện tình duyên. Miễn là đôi trẻ yêu nhau là được. Phải. Moa muốn cưới tút xịt bây giờ. Đấy, anh cả nhà tôi là thế đấy. Thì cưới vợ thì cưới liền tay. Thế nào tôi cũng chiều. Có phải không bà? Thời buổi văn minh mà mama. Nhất là khi moa đang gánh trách nhiệm cải cách công cuộc Âu hóa. Người văn minh như cậu đây thật là hiếm. Nhất định thiên hạ sẽ có một phen rửa mắt để chứng kiến lễ cưới của cậu. Chứ lại không à? Moa đã tính toán cả rồi. Đây sẽ là cái đám cưới rình rang nhất cái đất Hà Thành này cho coi. Nhưng dù gì thì hôn lễ cũng phải được tổ chức theo phong cách truyền thống. Cưới theo phong tục truyền thống vừa rườm rà vừa tốn kém. Moa sẽ cho mama thấy một đám cưới theo phong cách hiện đại. Một đám cưới sẽ tổ chức tại nhà thờ dưới sự chứng kiến của chú. Nếu mày mà làm vậy thì đừng bao giờ đưa dâu bước chân về nhà tao nữa. Cô hai, vậy lấy vợ cho Moa hay lấy vợ cho Toa đấy? Dù có cải cách đến đâu thì mày vẫn mang dòng dõi nhà này. Vĩ Cầm vẫn là con dâu trưởng, hiểu chưa? Còn nếu mày không chịu thừa nhận thì đến một xu mày cũng không được. Thôi thôi, mọi việc cứ bàn từ từ. Thôi thì sẽ cố gắng dung hòa cả hai, phải không ông? Biết rồi, khổ lắm. Nói mai. Chỗ này có đau không? Không ạ. Chỗ này có đau không? Dạ không ạ. Thế còn chỗ này? Dạ cũng không ạ. Sao cô bảo cô đau bụng cơ mà? Dạ phải. Thế sao tôi khám hết mà không thấy cô đau chỗ nào cả? Em cũng không biết nữa. Chắc là tại sợ quá. Thế chỗ này có đau không? Dạ không. Thế thì tôi biết bệnh của cô rồi. Cô có thấy dễ chịu hơn không? Dạ có. Tôi đã có thuốc đặc trị cho cô rồi. Thế này dễ chịu hơn nhiều chưa? Vâng. Cái gì đấy? Anh đang làm cái gì đấy? Đang khám bệnh. Khám bệnh mà tanh hành thế này hả? Thôi cô xong rồi đấy. Cô dậy đi. Nhưng mà đã xong đâu thưa doctor. Chưa xong hả? Để đấy tao khám cho. Cô là ai? Là vợ. Là vợ được chưa? Nào. Thế mà bảo chưa có vợ. Đúng là cái đồ lừa đảo. Thế nào, em đã thỏa mãn chưa? Anh đúng là... Em không được xúc phạm đến nghề nghiệp của anh. Thôi nào, trông em kìa, có khác nào một con mèo hoang không? Lại còn mặc cả áo dài trắng cơ đấy. Kìa, sao thế? Dì bắt em phải lấy chồng. Lấy chồng? Lấy chồng thì sướng quá rồi còn gì nữa. Ai sướng? Lấy cái thằng công tử nhà cố Hồng. Cái thằng ấy nó eo uột, khác gì con nhai bén cơ chứ. Văn Minh hả? Vậy thì cứ đưa hắn đến đây, anh sẽ giúp. Em sẽ không bao giờ lấy hắn. Này, như vậy thì bà Phó Đoan có để cho em yên không? Dì chỉ cốt nhắm cho em một chỗ tử tế. Anh sẽ lấy em chứ?
Anh không thể. Em biết rằng anh không ưa ràng buộc, anh thích tự do. Anh khinh tôi. Không phải. Nhưng cái tử tế của anh chỉ lừa được người ngoài, còn với dì em thì không thể lừa được đâu. Thì em sẽ thuyết phục dì. Thôi, cách tốt nhất là em nên nghe theo lời dì em. Nhưng em không thể sống cả đời với hắn được. Cứ nghĩ cái thân hình lẻo khẻo ấy. Thì có ai bắt em đâu. Em phải nhớ, khi lấy hắn, em sẽ có một vị trí xứng đáng, một gia tài kếch xù mà có nằm mơ em cũng không thể tưởng tượng ra được. Em cóc cần. Đừng nói thế. Tiền thì ai cũng cần, kể cả anh. Vậy thì anh đi mà lấy hắn. Ngoan nào, nghe anh. Em không muốn hai ta sống sung sướng sao? Sao lại là hai ta? Nếu em lấy hắn thì làm sao? Em không thể. Em không nói, anh không nói thì ai biết chứ? Chúng ta sẽ sống sung sướng bằng tiền của kẻ khác, phải không? Anh ghê gớm thật đấy. Anh không bỏ rơi em chứ? Không, không bao giờ, thưa Madame Văn Minh. Dám trêu người ta nữa hả? Đánh chết này, đánh chết này. Nào, để anh chia tay với em nào. Tôi mà phải đi gọi thợ ảnh cho đám cưới của cậu Văn Minh á, bảo cậu ấy đi mà gọi. Thật là một cuộc hôn phối nực cười. Sao lại nực cười? Nhà bà Phó Đoan mà lại không môn đăng hộ đối được với nhà mình hả chị? Thế nào mà gì cho là môn đăng hộ đối? Gia đình mình là gia đình nề nếp, gia giáo từ bao đời nay. Tự nhiên bây giờ lại đi làm xui ra với một ả me tây gặp thời. Bà ấy có đến mấy đời chồng rồi, đến nỗi bây giờ gọi là bà Phán hay bà Phó Đoan đều đúng. Mà gì thấy đấy, nhìn cái con bé đấy mà xem, chả khác gì một đứa quê mùa học đòi cả. Thì ai mà chả có xuất thân từ quê ra, có điều là từ đời nào mà thôi. Chị lo việc đám cưới cũng là lo chuyện trọng đại cho gia tộc, chứ có phải là... Dì hỏng rồi. Dì về nhà hỏi lại thầy me xem, nhà mình đã mấy đời làm quan ở cái đất Hà Thành này rồi hả? Bây giờ dì lại chấp nhận một ả nhà quê lai căng nửa mùa ấy làm chị dâu. Thôi được rồi, tôi sẽ đi gọi thợ ảnh. Nhưng là để họ ghi lại những hình ảnh lố bịch nhất ở nhà mình. Với em, quan trọng là họ yêu nhau. Lấy nhau bằng tình yêu chẳng phải tốt sao? Đó cũng là bước cải cách của anh cả, chống lại chế độ cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Làm gì có cái thứ tình yêu nào. Chẳng qua con mụ đó đánh hơi được cái gia tài kếch xù của nhà mình mà thôi. Chẳng phải cậu Văn Minh là người thừa kế duy nhất cái gia sản ấy sao? Nói chuyện với chị thật chán ngắt. Lúc nào cũng gia sản, tiền, tiền. Mà chị có thiếu thốn cái gì đâu. Chẳng trách anh Phán nhà mình. Anh Phán nhà tôi làm sao? Gì biết cái gì à? Thì anh Phán không muốn ở nhà chứ sao? Này, dì liệu cái miệng đi nhá. Chào các bạn. Vâng, chào Toa. Ui giời, ông anh gửi thấy mùi thiếp mời hay sao mà có mặt đúng lúc thế này. Cùng một đám cưới, vậy mà cả hai nhà cùng mời. Vinh hạnh nhất anh Vũ, phải nằm trong tầm ngắm mới được mời đi dự đám cưới nhà cụ Cố Hồng. Vinh hạnh gì chứ. Họ mời mình là cốt phô trương cho thiên hạ thấy rằng họ quảng giao như thế nào. Có thể họ hy vọng là mình sẽ đưa tin trên nhật trình. Nếu mời để khoa trương thì
thì họ mời nhầm người rồi. Sắp tới Toa có cho ra mắt độc giả món đặc sản nào không? Mò tính sắp tới sẽ xin nghỉ một thời gian. Cái gì? Cậu nghỉ thì báo đăng gì đây? Toa cứ đề cao Mò quá. Còn bao nhiêu cây bút tiềm năng này nữa chứ? Mỗi người một mảng. Mà này, sau hai loạt phóng sự vừa rồi, độc giả như phát cuồng lên vì cái tên Phản Vũ đấy nhá. Vậy nên mới có những tấm thiệp mời ngớ ngẩn này. Thật nực cười. Thì bởi nực cười nên mới càng phải đến. À, Toa muốn nghỉ một thời gian. Đúng vậy. Qua mấy loạt phóng sự vừa rồi, Mò thấy mình phải có trách nhiệm cho độc giả thấy rõ mặt trái của cái thứ gọi là ánh sáng kinh thành. Lẽ ra những người dân quê chẳng nên bỏ đồng ruộng và kéo đàn kéo lũ ra đây, ra cái nơi là chốn phồn hoa giả dối này. Cái lão kéo xe bị ốm ấy, trong cơn mê sảng, lão cứ lải nhải những câu đại loại như vậy đấy. Toa vừa nói gì? Chốn phồn hoa giả dối này? Phải. Bây giờ là lúc Toa cần cho độc giả thấy rõ cái gọi là phồn hoa giả dối đấy. Toa dám chắc sẽ có những trò hề trong đám cưới rình rang này. Đây là một điều kiện. Cứ coi đây là một món quà với độc giả, trước khi Toa tạm mất tích một thời gian. Chưa được ngụm rượu nào. Thế nó tổ chức đám cưới ở đâu? Ở khách sạn Bồng Lai ông ạ. Sao không cho tôi ra đấy? Ôi dào, ông ra đấy làm gì? Ra rồi tức nổ ruột mà chết ấy. Vui như Tết hả? Không, tiệc buffet. Ông ra đấy đứng chỉ mỏi chân thôi. Mà bây giờ nó bắt trước Tây. Nào là nổ rượu sâm panh, rồi cắt bánh gato, lại còn khiêu vũ nữa. Khiêu vũ hả? Ôi dồi ôi, chả ra cái thể thống gì nữa. Tôi phải đi ra đấy. Tôi đi đây. Ông ơi. Ông ra đấy chỉ làm hỏng ngày vui của cháu. Nào, ông ngồi xuống đây. Ông đừng có cáu kỉnh thế. Không cáu sao được. Từ sáng đến giờ, tao đã được ăn gì đâu. Ông lại lẫn rồi. Ông vừa ăn bánh xong đấy thôi. Vâng, thì tại tôi. Rót rượu cho tôi đi. Mời ông. Mẹ cha nó chứ, rượu gì mà thua loét thế. Ông đừng có làm như thế. Sao lại cho khế vào rượu, ngu như bò ấy. Thôi, ông nghỉ đi. Tao hồi hôn những 20, sao lại bảo là tao kỳ. Úi giời ơi, ông ơi, ông điếc lòi ra mà sao cứ vặn vẹo con thế. Con đang nấu hết cả lòng ra đây. Nấu, sao lại nấu? Tại mâu thuẫn giữa mẹ chồng với nàng dâu hả? Không ạ.
mà tại cái sự lai tây này. Lai cái gì? Mình... Gì thế mà? Đi tắm đi mình. Ngay bây giờ ấy à? Cả một ngày mệt mỏi. Giãn đi mình. Tùy mình. Khi nào tắm xong nhớ gọi Ngoan nhé. Thế mình định để em tắm một mình đấy à? Thế thì còn gì là lãng mạn nữa. Mình cởi áo giúp em đi. Thôi, mình vào phòng tắm rồi hẵng cởi áo. Tưởng mình cải cách tân tiến thì đêm tân hôn cũng phải khác lạ chứ. Em nghe nói làm chuyện ấy trong bồn tắm thú vị lắm. Đi mình. Ấy chết. Sao mình có thể nói những chuyện thô thiển như thế được? Mình là con nhà gia giáo cơ mà. Đấy, vậy thì làm đúng theo kiểu gia giáo của mình đi. Nào, mình đừng căng thẳng thế chứ. Hóa ra mình chưa làm chuyện này, phải không? Mình cả đủ thật đấy.